Chiều ngày 19 tháng 8, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 7, lũy kế 7 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2024. Cùng dự họp có ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành. Cuộc họp kết nối trực tuyến với Ủy ban Nhân dân các địa phương. Tại cuộc họp thường kỳ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, trong 7 tháng của năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tài chính đều tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024. Nổi bật như giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 12,56%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,21%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 19,87%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 37,73%. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 11,25%. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 7,01%. Kim ngạch nhập khẩu tăng 8,42%. Tổng thu ngân sách đạt 62,62% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 11,61% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 28,15%. Tổng vốn đăng ký tăng 212,3% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông triển khai đầy đủ kịp thời. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những mặt đạt được, tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế khi chi ngân sách chỉ đạt 43,31% dự toán, chỉ mới có 8 trong tổng số 24 dự án được khởi công mới. Tổ chức đấu giá đất và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh còn chậm. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung rà soát các đầu công việc còn chậm, hạn chế tồn tại đã nhận diện để có giải pháp kế hoạch khắc phục, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, chuẩn bị chu đáo, chất lượng, kịp thời gian các tờ trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Triển khai các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của ngành lĩnh vực, địa bàn đảm bảo phù hợp đồng bộ với quy hoạch tỉnh, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đồng thời triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, xử lý triển khai các lộ trình thực hiện việc xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.